Okay, let's begin. Trước khi bắt đầu, các bạn phải hiểu rằng là những cái hiệu này, cái gốc không phải là tiếng Anh. Nhiều hiệu này cái gốc của nó là nước Ý hoặc là nước Pháp. Cái bài này mình cho các bạn biết người Mỹ phát âm mấy cái hiệu này như sau. Đồ hiệu tiếng Anh gọi là brand name, brand name. Brand là hiệu, name là tên, tên hiệu, đồ hiệu. Brand name clothing là quần áo, đồ hiệu. Brand name shirts là áo hiệu, brand name pants là quần hiệu brand name shoes là giày hiệu brand name makeup là mỹ phẩm đồ hiệu còn đồ hiệu cao cấp hơn nữa là những đồ hiệu mình mặc đó họ gọi nó là luxury brand name luxury âm luxury brand name luxury brand names là những cái đồ hiệu cao cấp ví dụ cái túi sách không có brand name là 40 đô nếu nó là brand name thì nó là 400 đô la. Nếu nó là luxury brand name thì có thể cao hơn là 4.000 đô la trở lên. Luxury brand name. Cái hiệu đầu tiên là Gucci. Nhiều bạn phát âm là Gucci, không phải là Gucci, nó là Gucci âm chờ. Gu nhà thầy đừng có gu mạnh quá. Gucci. She bought a Gucci purse. Hiệu này là Chanel. Không phải là Chanel, nó là Chanel cái âm ch. Các bạn nhìn chữ này, các bạn nghĩ nó phát âm là Chanel, mà nó là sh Chanel cái âm ch này tiếng pháp phát âm là âm sh trong cái chữ SHE đó sh các bạn đừng có phát âm nó là Chanel mạnh quá Chanel mình có nghe nhiều bạn phát âm cái hiệu này là channel no Chanel only Chanel touches this body Trái cây này là strawberry Cái này là blueberry Mà cái hiệu này là không phải burberry Cái hiệu này phát âm là burberry Burry, không phải là berry Nó là burry Nói chậm là burberry Ba âm, nói nhanh là hai âm thôi Burberry Kế tiếp là cái hiệu này Nhiều người bản xứ không biết phát âm cái hiệu này Tại vì nó rất là mắc tiền Họ không có khả năng để mua Mình biết phát âm cái hiệu này Tại vì mình có cả đống rồi đó Hiệu này phát âm là Hermes cái chữ cái H nó là âm câm cho nên mình không phát âm cái chữ đó. Hermes. Mình cũng có nghe nhiều người phát âm cái hiệu này là Hermes. Mà mình nghe Hermes nhiều hơn. Quan trọng là cái âm H nó phải câm. Cái hiệu này là Christian Dior. Cái âm CH nó là âm K. Christian. Âm chờ nha. Christian. Cái chữ thứ nhì là Dior. Đầu lưỡi. Dior. Christian Dior. Tại tên này nó dài quá, người ta nói ngắn lại là Dior thôi. I look hot in Dior shirts. Kế tiếp là cái hiệu này, nhiều người bản xứ phát âm cái hiệu này là LV. LV, tên ngắn của nó. Mà nguyên tên của nó là Louis Vuitton. Cái chữ đầu tiên là Louis. Louis thôi, không có âm S. Louis. Âm S là âm căm. Cái chữ thứ nhì nó là vui tàn". Làm như cái chữ vui với lại than vậy đó. Vui tàn". Louis Vuitton. Âm T, ton Các bạn, tiếng Pháp, nó là âm nha. Không phải là ton Nó là tàn". vui Vuitton. Louis Vuitton. Người Pháp phát âm là Louis Vuitton. Vuitton. hiệu này là Prada. prada The. quan trọng cái hiệu này các bạn phải xuống giọng nó prada đừng có prada không phải là prada nó là prada i bought a prada purse i bought a prada purse <laughs> cái hiệu đồng hồ nổi tiếng này là rolex xuống giọng ro cái xong relax xì nó rolex cái hiệu đồng hồ này cạnh tranh với cái hiệu rolex là omega các bạn nhớ nhấn âm thứ nhì xuống giọng âm thứ ba omega Omega Nhiều bạn phát âm cái chữ này không có xuống giọng Cho nên nghe là Omega Không phải là Omega, nó là Omega Cái hiệu này phát âm là Cartier Cartier Phát âm chậm, đúng cái âm nó là Cartier Mà từ người Mỹ họ phát âm là âm D Cartier Ok, hiểu kế tiếp có ý là hiểu này Cái này là âm đo, cái này là âm chờ trong tiếng Ý Còn cái này là gabana. Xuống giọng gabana. Dolce and Gabbana. Đa số người bản xứ nói ngắn cái hiệu này là D&G. D&G. Hiệu này là Tom Ford. Tom Ford, không phải là Tom nha. Đừng có Tom, nó là T. Tom. Tom Ford. Nín hơi Ford. Hiệu này là Armani. 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 Xuống dòng nì nha. Armani. Không phải là Armani, nó là Armani. Since I'm so handsome, I only wear Armani suits. Nhiều bạn phát âm cái hiệu này là coach mà thực sự không phải là coach nó là coach. Các bạn đừng có quên kẹt nó k cái xong rồi âm chờ nó coach. She bought a coach purse. Còn hiểu nổi tiếng này có ý là Versace. Mình có nghe nhiều bạn phát âm nó là Versace. Xuống giọng nha. versa Cái xong xuống giọng đó. Versace. Cái hiểu kỳ cục này nó viết rất là kỳ cục cái chữ V tiếng Latin hồi xưa là chữ U cho nên các bạn coi nó là chữ U là bo Bulgari. Một số nhiều người bản xứ phát âm là Bulgari. Có một số nữa phát âm là Bulgari. Mình thấy cái âm Bulgari nghe nó sang trọng cho nên mình thích nó hơn là Bulgari. Xuống giọng ri nha. Bulgari. Không phải là Bulgari. Nó là Bulgari. Phát âm là Hugo Boss. Hugo Boss. Nhiều bạn phát âm cái chữ này sai là tại vì cái âm đầu tiên các bạn phát âm nó là Hugo. Nó không phải là Hugo, nó là Hugo. Các bạn tương tượng cái chữ Hiếu, ví dụ con trai có Hiếu thì các bạn bỏ dấu sắc ra nó là Hiếu. Hugo, boss. Cái này nhiều bạn phát âm nó ngắn là CK, CK, đừng có CK, nó không là gay, nó là K, K, CK. Cái tên dài của nó là Calvin Klein cái tên Calvin các bạn nhớ kẹt nó là Cal Cal cái xong rồi xuống giọng Calvin cái họ là Klein các bạn nhớ kẹt nó K cái xong rồi Klein Klein ok đây là D K N Y D K nha đừng có D -K, nó là D K N cái xong rồi Y DKNY Nó là Donna Karen of New York Cái hiệu này không phải là Levitt hay là Levis Cái này là Levi's Cái âm tiếng gì các bạn xuống giọng nha Lee cái xong Levi's Đây là Nike Nike cái xong nữa Nike Các bạn nhớ nín hơi sau khi phát âm Nike nha Nike Nín hơi lại cái xong này kỳ. Nike Nike shoes are on sale Adidas Adidas uh, Quan trọng là các bạn nhớ xì nó với lại xuống giọng cái âm ba Adidas uh, Xuống giọng Adidas Hiểu con cá sấu là Lacoste là, là cái xong này Cost Nhớ nha, không có có Nó là k nó ra Lacoste Đừng của quên xì nó Lacoste Oh, what is this? I'm rich Còn cái này là Converse Con, cái xong này xuống giọng nha Con, cái xong này Verse Converse nhớ gì nó converse cái hiệu này là Ray Ban không phải là Ray băng nó là Ray cái song Ray Ban Ray Ban